Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành ni mệnh, thạch lưu mộc, ngày Tân Dậu, tức can chi tương đồng, thuộc kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thạch lưu mộc, kỷ tuổi, ất mão, kỷ mão, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dậu, lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ, thành kim cục, xung với mão, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý mão, kỷ mão, ất sửu, ất mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Về các sao tốt trong ngày gồm có sao thiên đức, sao thiên phúc, sao mãn đức tinh, sao nguyệt giải, sao yếu in, sao tam hợp, sao dân nhật, sao sát cống và sao ngũ hợp. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục, sao thiên hỏa, sao đại hao, sao ngũ quỷ, sao chu tước hắc đào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng tây nam. Kết luận trong ngày nên làm những việc như là xây đắp, sửa chữa về mồ mả, trổ cửa, tháo nước, các vụ việc làm thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu về công danh. Trong ngày nên kiêng cự các việc như là đi thuyền, sinh con trong ngày này nên đặt tên là Đẩu hoặc là Giải, Trại hoặc là lấy tên sao của năm thì mới dễ nuôi. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, bạn cần phải hết sức cẩn thận trong công việc bởi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá. Cái điều này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho bản mệnh và rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở phía sau lưng bạn gây trở ngại cho công việc của bạn nữa. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Tý, chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc mà bạn đang làm thì cũng không cần phải quá lo lắng bởi sức ảnh hưởng của cục diện này không quá lớn. Mọi người xung quanh đều hiểu về bạn là người như thế nào và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ của những kẻ tiểu nhân cả. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên khiêm tốn và học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là cấp trên trực tiếp của bạn. Bà tuổi Tý không nên quá nóng nảy, tranh chấp trực tiếp hoặc là nói những lời gây mất lòng người đối diện. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, nếu có tài lộc thì không nên tham lam, mưu sự tiếp tục sẽ bị nghẹn lối, công việc tiến hành không đúng như theo dự tính, sự có sự rời hẹn, sai hẹn. Với bà tuổi Tý nên biết chờ đợi, dù có bôn ba, xoay sở mà hoặc là tìm kiếm cũng không có kết quả. Nếu như bạn đã có cuộc đi ngắn thì khó quay trở về, có tin vui, tài lộc hoặc là có lộc ăn uống cuối ngày, gặp bạn bè, người cộng sự.
Vài tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, ngày có hỷ sự, chuyện vui, gặp lại người xưa hoặc là có sự di chuyển. Nhưng hãy lo cho công việc trước, kéo lại, lỡ mất thời cơ hoặc là chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Trong ngày có tài lộc hoặc là có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng khó có thể giải quyết được bằng tình cảm, nhân nghĩa. Trong ngày có tin xa. Vài tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, trong ngày có nhiều sự xoay chuyển, thay đổi bất ngờ hoặc là ngày gặp nhiều áp lực về công việc, hoàn cảnh gây ra. Mọi việc nên tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, dễ bị vướng phải mắc lỗi lầm, lôi thôi, có tin xa, gặp lại người xưa, chuyện cũ, sự cầu về tài lộc, có tính chất bất ngờ nếu không so đo tính toán. Vài tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, ngày có đám tiệc hoặc là có cuộc hội ngộ, gặp gỡ thân nhân, bạn bè đã được định trước hoặc là có hẹn ước. Nếu là công việc nên cẩn trọng trong tình thế, dễ có sự đảo ngược hoặc là có người muốn xen vào chuyện của mình. Trong ngày có tin xa. Vài tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, ngày nhất rất dễ có sự thuận lợi khi mưu sự về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc là nhận được nhiều tin tức tốt, gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài vì sẽ rất bị có thể bị sẽ đảo lộn. Cũng không nên tranh giành tính toán, cần phải xem lại những ý kiến khác, nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển ngày này. Phải đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 39, số 44, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, do trong ngày có được sự tam hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Sửu tính tình điềm tĩnh và chín chắn, dễ dàng nhận được sự tin tưởng của mọi người. Bản mệnh vốn là người có tài lãnh đạo, bạn lại có thể đưa cả tập thể tới thành công nhờ vào sự quyết đoán khi giải quyết công việc nữa. Tuy nhiên với bạn tuổi Tý, dù với bạn tuổi Sửu dù đứng ở vị thế cao hay là thấp thì bạn cũng cần phải trò chuyện, tiếp xúc với cấp dưới, đồng nghiệp nhiều hơn. Bạn hãy quan tâm hơn tới mọi người, chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mọi người, đồng thời tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người nhà vô cùng là hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Và bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình, cho dù có bao nhiêu sóng gió xảy ra đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nếu có hiện tượng tốt về tài lộc thì cũng không nên tín thêm, sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc là hao tốn một cách vô ích, có tin tức chậm hoặc là người mình mong cầu sẽ không đến. Về tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, ngoài chuyện về sinh nở, đình đám, tiệc tùng, mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành, dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc là mang tin buồn. Không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như là về bổn mạng, sự mong cầu về tiền bạc không được tốt, dễ hao, dù có cũng không xứng đáng, nên quay về nơi chốn cũ, có tiệc tùng, đình đám hoặc là gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, ngày có sự gặp gỡ, có đình đám, có sự dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa, tài lộc tuy có nhưng dễ hao tài về giao thiệp, mua sắm, có tin buồn ở nơi xa, làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa, sẽ không tốt, không có lợi, có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Về tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, làm gì cũng nên đặt nặng về uy tín, danh dự, đề phòng có người khác kích bác, chơi xấu, không nên tin vào sự tính toán của mình và cũng không nên e ngại khi gặp trở ngại hoặc là có lời thị phi. Nếu không có gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi, sức khỏe không được tốt, có chuyện vui hoặc là có tin về vừa vui chơi, giải trí, gặp gỡ, có quà tặng.
Về tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, có sự dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa, ngày có nhiều việc xảy ra do phải lo âu, tài lộc tuy có nhưng dễ hao tài về giao thiệp, mua sắm, sức khỏe không tốt, có tin buồn ở xa, làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa, sẽ không tốt, không có lợi, có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa và mua sắm. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 39, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dần đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, có được cơ hội khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Với sự thông minh nghiêm túc không màng danh lợi của bạn được mọi người tin tưởng và đánh giá rất cao. Tuy nhiên với bạn tuổi Dần, bạn không nên giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi để bắt kịp với thời thế, cứ cố chấp và quan điểm riêng của mình. Nhiều khi bạn sẽ đi vào ngõ cụt hoặc là bị tụt hậu, bạn cần phải cởi mở hơn và chịu khó thay đổi góc độ tư duy nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, ngày tốt, mọi việc cứ để xảy ra tự nhiên, sẽ có lợi. Gia đạo có sự an vui, có tin tức tốt lành về tình cảm, gia giao dịch, thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, giao hẹn, tài lộc tốt ở nơi xa đến. Về tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nên hoàn trả lại hoặc là thực hiện những gì đã có dự tính theo kỳ hạn, hẹn ước, không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc là đương đầu một cách cứng rắn sẽ hoàn toàn không có lợi, còn đưa đến việc mất về tình cảm, bất hòa nữa. Các chuyện giao thiệp, tình cảm cũng chỉ nên ngắn gọn, có sự chờ đợi chậm trễ. Về tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, trong ngày có quý nhân hoặc là có được cơ hội đem đến cho bạn, có được lợi lộc. Nhưng với bạn tuổi Mậu Dần không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, có sự thực hiện những gì đã có dự tính từ trước, hẹn ước đến hạn kỳ hoặc là ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc là phải có sự chia sẻ. Về tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, ngày có nhiều công việc hoặc là có tin tức đến phải lo âu tính toán, kể cả chuyện tình cảm, tài lộc dễ hao tán, mọi công việc đến đang tiến hành chờ đợi đã lâu thì nay có sự kết thúc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin buồn tin vui lẫn lộn, nên cẩn trọng trong việc di chuyển sửa chữa về xe cộ máy móc. Sự mong cầu về tình cảm chưa phải là lốc, có sự dứt khoát. Về tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có quý nhân hoặc là có cơ hội đem đến cho bạn được lợi lộc, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước đến kỳ hạn hoặc là ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc là phải có sự chia sẻ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 52, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Về tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương xung, cho nên với bạn tuổi Mão có thể là người rất thông minh và nhạy bén. Bạn là con giáp tốt bụng nhưng lại quá tự tin và kiêu ngạo với tài năng của mình, nên thường cứng đầu, cố chấp, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái chiều với mình nữa.
Với bạn tuổi Mão, bạn không thể bắt ép người khác đồng ý kiến với mình, bởi mọi người luôn có những suy nghĩ khác nhau. Nếu muốn thuyết phục người khác, bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng và hợp lý. Ngày này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, có những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm trong ngày hôm nay. Bạn thường cự tuyệt tiếp xúc từ những người khác giới, không để cho bất cứ ai có được cơ hội đến gần hơn với mình. Phe tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có tin buồn ở nơi xa, ngày có sự di chuyển vì tình cảm, giao thiệp đến người đang cần mình giúp đỡ, chia sẻ những trở ngại hoặc là để góp ý kiến về vấn đề tình cảm, đối xử. Ngoài việc này, với bạn nên giới hạn sự đi lại dễ gặp rủi ro hoặc là đi vì cầu tài, công việc có kết quả nhanh chóng, có tài lộc nhưng hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, sự mong cầu về tình cảm riêng tư chưa phải là lúc thuận tiện. Về tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, ngày xung của bổn mạng có nhiều công việc hoặc là tin tức đến nhưng dễ gặp trở ngại, không như ý hoặc là dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, máy móc nên giới hạn việc di chuyển, kẻo lại lỡ tin tức hoặc là có rủi ro giữa đường. Tuy nhiên, công việc làm ăn của bạn vẫn có sự thuận lợi, có tin tốt và có người đến đem lại cho bạn sự thuận lợi cho tương lai, trong ngày cũng dễ hao tài nữa. Vài tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, ngày xung của bổn mạng, không nên dựa trên kinh nghiệm hay là sự tính toán về lâu năm của mình mà áp dụng, sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bạn bè đến hoặc là có tin tức của họ đi xa, di chuyển, sử dụng về xe cộ, máy móc, có sự bất lợi hoặc là đi về chuyện buồn, sức khỏe không được tốt. Về tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, ngày xung của bổn mạng, làm gì cũng nên tính toán, kế hoạch về lâu dài, sẽ có những sự kiện hoặc là tin tức đưa đến khiến cho bạn phải bỏ dở hoặc là phải tính toán lại cho phù hợp với thực tế. Có tin về đi xa, có tin buồn về sức khỏe của người thân, bạn bè, tài lộc trung bình, sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin mà thôi, có khách đến. Về tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, ngày xung của bổn mạng, không nên dựa trên kinh nghiệm hay là sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng, sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bạn bè đến hoặc là có tin tức của họ đi xa, di chuyển, sử dụng về xe cộ, máy móc, có sự bất lợi hoặc là đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt, có sự hư hại về đồ đạc. Phải đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 57, số 60, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có nhị hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Thế nhưng chính bạn lại thường xuyên thiếu đi sự tự tin hay do dự, khó đưa ra những quyết định cuối cùng. Nếu như bạn còn trẻ tuổi, bạn cần phải xác định được hướng đi của mình rõ ràng hơn. Và hôm nay vốn là một ngày rất thích hợp để cho bạn tuổi Thìn hợp tác làm ăn với bạn bè. Vì thế, đối với những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư thì nên mạnh dạn đưa ra quyết định hợp tác hoặc ít nhất là tạo quan hệ với đối tác. Đừng có chần chừ quá lâu khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Ngày này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định, bởi hai người thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra được những định hướng rất chính xác cho những tình huống khó khăn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tránh mọi sự tranh giành có hại đến thanh danh, tình cảm, nhân nghĩa, cứ để tự nhiên sẽ có người hiểu mình và có lợi, có tin vui hoặc là có cuộc vui, đình đám, có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi về công danh, tình cảm, mọi việc đã đến kỳ hạn của nó nên thuận theo ý trời. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nên thay đổi mọi việc hoặc là đi xa, đã đến lúc
cần phải có sự dứt khoát, kết thúc hoặc là mở ra một hướng đi mới cho mình, dù có chút ít thiệt thòi vì hoàn cảnh hiện tại không còn thích hợp với bạn nữa. Nên hành động theo tin tức mới nhận được, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, gặp gỡ người thân, bạn bè. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, ngày có nhiều việc đến rất bận rộn, không nên cố sự, cầu toàn và cũng phải biết thiệt thòi đôi chút thì mới có lợi. Chuyện tình cảm không nên để mất mát, hãy làm theo những gì đã định ước, có người đem lại sự thuận lợi hoặc là có cuộc vui. Về tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mọi việc nên hoạt động bình thường, ngay cả trong chuyện tình cảm, giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặn. Đừng tưởng tất cả đều có ý, nhưng mình như có ý như mình đã nghĩ, không nên tin cẩn về lời nói, lời hứa, dễ hao tài. Dù thấy có cơ hội phát triển hoặc là muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi hoặc là nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Trong ngày có tin xa. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, mọi việc không nên hấp tấp, bước vào việc là có thể rủi ro hoặc là hư hại, có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt nếu như có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc là cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc là có công việc mới. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 46, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ ạ, cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi Tỵ dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người, bị cho là dễ trở mặt. Và nếu như bà tuổi Tỵ không làm gì có sai trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay là bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai là người đúng, ai là người sai, mọi người sẽ hiểu được con người của bạn mà thôi. Và trong ngày này với bà tuổi Tỵ, nếu có kế hoạch gì muốn thực hiện thì cũng nên suy tính cho thật kỹ càng, chứ không nên hành động một cách mù quáng, thiếu lý trí. Bạn hãy thử xin ý kiến của những người đi trước có kinh nghiệm xem sao bạn sẽ có những bước đi đúng đắn cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này làm cho bà tuổi Tỵ thường nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết một cách vô căn cứ như vậy, bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm tới bạn mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không nên chần chừ, hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc là ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc là thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ hẹn hò, tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc là các việc đã đến kỳ hạn, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe theo những lời bàn ra tán vào, tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi, có tin buồn. Nếu có tài lộc, chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện, hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp và mua sắm. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, ngày rẻ có sự trách oan, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi, không nên dính líu đến chuyện tình cảm của người khác, có tai ương. Nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc là ngồi yên. Nếu có tiệc tùng đình đám hoặc là có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi, chỉ nghe những chuyện không tốt sẽ hao tài. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Kim, không nên e ngại sự trắc trở, khó khăn hoặc là những việc đến ngoài sự dự tính của mình. Về công việc cũng như là về con người, hãy tiến hành và giao thiệp cho tốt sẽ có lợi về sau. Tuy nhiên, trong sự gặp gỡ chỉ nên vui chơi bình thường, chớ nên hứa hẹn giữ gìn về lời nói. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn các loại công việc cũ, có người ở xa trở về hoặc là có tin vui. Về tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nên thay đổi hoàn cảnh, phương hướng công việc làm ăn cũng như là tình cảm.
Nhưng cần phải lên kế hoạch để bàn thảo, không nên quyết định sớm, hấp tấp, sức khỏe không được tốt hoặc có nhiều lo âu trong việc đối xử với mọi người, tài lộc vào nhanh, ra nhanh. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 5 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 28, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 5 ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ không gặp nhiều may mắn trong những mối quan hệ về tình cảm. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn mệnh đừng nên vội vàng đến với một ai đó mà cần phải suy nghĩ cho kỹ, xem người đều đã chắc chắn về tình cảm của mình hay là chưa. Và trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bản mệnh có thể sẽ phải đau đầu vì chuyện con cái. Mệnh chủ cảm thấy không hài lòng với con cái, luôn cố tình làm trái ý của mình. Tuy nhiên, đôi bên nên nói chuyện nghiêm túc để cùng tháo gỡ và hiểu thêm về nhau. Trong sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ ngày thứ năm này, do có tỷ kim tác động cho nên bản mệnh dễ vướng phải tranh cãi với đồng nghiệp, đôi bên đều cứng đầu và không ai chịu nhún nhường ai. Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng này thì rất có thể đôi bên sẽ rơi vào cục diện bế tắc, không giải quyết được công việc. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, dù có kiếm được tài lộc cũng sẽ có sự hao tốn cho công việc cũng như là về tình cảm, hoặc chỉ có tin về tiền bạc và có sự kháu trừ chưa chắc. Có sự sai hẹn hoặc là rời hẹn, không nên tin quá đáng vào những tin tức hoặc là lời hứa. Làm việc gì cũng nên nhanh chóng, không nên để lâu, cơ hội sẽ qua hoặc là có người phỏng tay trên, có quý nhân, có khách đến hoặc là có tin xa. Về tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, có rắc rối nhỏ trong vấn đề về di chuyển hoặc là phải chờ đợi chậm chạp, có cuộc đi ngắn hoặc là di chuyển, ngày có cuộc vui về đình đám, tiệc tùng hoặc là có tin vui ở nơi xa về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mọi việc không nên kéo dài, xảy ra những chuyện không vui, ngày thuận lợi cho họp mặt, kết bạn, đính ước, tài lộc trung bình, hao tốn về mua sắm, di chuyển, có lộc ăn. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc là được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân, có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ, ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt hoặc là có tin tức của người thân, bạn bè, tình cảm tốt, vui vẻ, có người đến nhờ vả. Về tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc là bạn bè, có tin tức về chuyện tình cảm, hôn nhân hoặc là có dự tiệc, có người đến tâm sự, cần nghe ý kiến của mình, tài lộc trung bình, tình cảm tốt nên di chuyển đi xa. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, việc đến thì nên tiến hành nhanh, không nên nghe ý kiến của những người khác, sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc là được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân, có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ, ngày có tiệc tùng, đình đám, hội họp, họp mặt hoặc là có tin tức của người thân, bạn bè, tình cảm tốt, vui vẻ, có người đến nhờ vả mình hoặc là nhận được tin tức buồn của họ về đi lại, di chuyển, việc làm, sức khỏe. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 31, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ, cho nên với bà tuổi Mùi làm các công việc tự do có thể sẽ kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Có thể nguồn thu nhập đến từ những quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn hoặc là phần thưởng cho công sức mà bạn đã bỏ ra. Với bà tuổi Mùi, bản tính hòa đồng, bạn có thể dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ với mọi người xung quanh và bạn hãy tận dụng ưu điểm của mình trong sự nghiệp, đặc biệt là trên con đường kinh doanh, bản mệnh nên tìm kiếm sự một người đồng chí hướng với mình.
Cộng thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với gia đình đang rất hòa hợp. Bạn luôn là người biết chăm lo cho cả nhà, biết rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc là cố gắng giải quyết trong ngày. Còn nếu như có chuyện xảy ra, có khách đến hoặc là có tin khiến cho mình phải giao tiếp, ngày có nhiều sự bận rộn, vừa về công việc vừa về tình cảm, đông người, có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ, cũng có tin vui về hội họp, gặp mặt, tiệc tùng, tài lộc vào nhanh thất thường. Về tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, ngày có sự hẹn ước hoặc là những công việc đã có dự tính trước nên đi xa, di chuyển, gặp người mình mong cầu, dù đó là chuyện tình cảm, giải trí, vui chơi cũng vậy. Không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà đưa đến sự hao tốn, danh dự, uy tín bị va chạm. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cần di chuyển đi xa, cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính xác. Sự hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu, tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch, chưa phải là lúc tiến hành. Có tin xa, ngày có lộc nhỏ hoặc là có việc lợi lộc, sự thuận lợi đến với mình, trong nhóm có người đồng ý kiến với mình. Về tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên e ngại sự trắc trở, khó khăn hoặc là những việc đến ngoài sự tính toán của mình về công việc cũng như là về con người. Hãy tiến hành về giao thiệp cho tốt, sẽ có lợi về sau. Tuy nhiên, trong sự gặp gỡ chỉ nên vui chơi bình thường, chớ nên hứa hẹn, giữ gìn về lời nói. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn các công việc cũ, có người ở tiên xa trở về hoặc là có tin vui. Về tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không phải chuyện của quan trọng thì cần thiết nên giới hạn, dễ có sự hao tốn, không nên để hoàn cảnh hoặc là người khác lôi cuốn mình vào chuyện, cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, tình thế hiện tại dù có hao tốn hoặc là khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn, chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm của mình lẫn người thân. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với ba tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ vào sự thông minh khéo léo bẩm sinh của mình. Bạn mạnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc hoặc là trò chuyện đầu tiên, dù là gián tiếp hay là trực tiếp. Sự nghiệp của bạn tuổi Thân cũng có những bước tiến triển thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Bạn sẽ được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, vì thế bạn càng phải có trách nhiệm và chú ý phát huy khả năng của mình hơn trước gấp nhiều lần. Xem tử vi ngày này với bạn tuổi Thân, hôm nay là một ngày không tốt để cho bạn khởi công, động thổ, di chuyển và xây nhà. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chưa chắc đã thích hợp để thực hiện bất cứ công việc nào. Bạn cần phải chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn với mình. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, cầu về tình cảm, hôn nhân, hẹn ước thì nên tiến hành, không nên nghiêng người ngoài, có nhiều sự cản trở, bị dòm ngó, tài lộc vào ra thất thường, có sự gặp gỡ bè bạn, người xưa, không nên nói tức điều gì sẽ bị ràng buộc về sau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nên đi xa, di chuyển. Nếu cần giải quyết công việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân. Sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp, không nên vội vã tiến hành vì chưa chắc tin tức đó đã là tin tức thực. Nếu có thực cũng có sự thiếu sót, tin vui về chuyện tình cảm hoặc là có sự gặp gỡ bè bạn, người thân, tiệc tùng, đình đám. Nếu có tài lộc thì chỉ là tiền đáo hạn, định kỳ, hao cho người thân.
Về tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, có khách đến không nên trông đợi hoặc là tin cậy vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc là có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem lại để tu bổ, chỉnh sửa, không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Về tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, ngày có sự đáo hạn đến hẹn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi, không nên đi quá hoặc là mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc là có nhiều chuyện tin tức đến cần phải lo toan tính toán, có người đến mời họp hợp tác hoặc là hỏi ý kiến. Về tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, chớ nên vì lo toan về mục đích chung mà bất hòa về ý tưởng, có tin vui về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn chốn ở của bản thân hoặc là bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình, ngày có nhiều sự thay đổi về hoàn cảnh, công việc cũng như là về tình cảm, nên thực hiện những gì đã có dự định hoặc là có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên bị ràng buộc, hiểu lầm. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 29, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy do chịu tác động của cục diện ngũ hành tự hình cho nên bạn tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy, nhất là khi có ai đó làm phật lòng bạn. Với bạn tuổi Dậu dễ nói những lời tổn thương người khác bởi cái tính nói năng mà không suy nghĩ kỹ của mình. Vì vậy, bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày này cần phải chú ý cách diễn đạt để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra. Đừng quá tự kiêu cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác như vậy bởi có thể chính bạn cũng đang mắc phải sai lầm mà không nhận ra đấy thôi. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, bạn mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình nhiều hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp, bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày hôm nay, bạn có thể mắc phải những bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc là răng miệng. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, ngày tuổi của bổn mạng, khó có công việc gì trong ngày làm được kết quả như ý hoặc là làm mà không được hưởng công lao hoặc là bỏ dở giữa chừng, chỉ thuận lợi cho các công việc vặt bình thường. Về tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, ngày tuổi của bổn mạng, có nhiều công việc hoặc là có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Nếu có sự sắp xếp nên có sự sắp xếp tổ chức cho tốt, không nên đặt nặng vào một chuyện. Có sự hao tốn cực nhọc về tiệc tùng đình đám, khách khứa người thân đến dễ hao tài, đi xa bất lợi. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, ngày tuổi của bổn mạng, không nên hấp tấp toan tính mọi việc sẽ đem đến bất lợi, phiền toái, có nhiều công việc cần phải đi hoặc là gặp tận mặt mới giải quyết được, tài lộc dễ hao, vào nhanh ra nhanh hoặc là chỉ có lợi về việc thu phục tình cảm, nhân nghĩa, có sự bao bọc cho người thân, người ơn, bè bạn. Về tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, ngày tuổi của bổn mạng, công việc dù khó khăn đến mấy đi chăng nữa nên cố gắng hoàn thành. Nhưng nếu không phải là việc quan trọng và là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, có sự di chuyển, đi xa, có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, mua sắm. Về tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, ngày tuổi của bổn mạng, ngày có nhiều sự xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính, cho nên sự tính toán tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay là tình cảm nên cẩn trọng. Hãy vượt qua mọi trở ngại, ngày có sự sửa chữa, bàn bạc, dọn dẹp, nhà có đông người hoặc là có nhiều tin tức đến. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 71, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021.
Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang có điềm báo gặp phải đủ chuyện phiền phức trong ngày hôm nay do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tư hại. Bạn tuổi Tuất có thể bị những người tưởng chừng như thân thiết hãm hại. Tuy nhiên, dù có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Tuất cũng không nên có những suy nghĩ bi quan. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất ngày này, cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu bất ổn. Bạn không nên giấu những chuyện khiến cho mình khó xử ở trong lòng, bởi như vậy sẽ càng khiến cho quan hệ giữa đôi bên trở nên xa cách. Bạn cần phải mở lòng mình với người ấy hơn để khắc phục tình trạng trên. Trong ngày hôm nay, nếu như bạn tuổi Tuất cần phải xuất hành đi xa, thì bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn, dễ dàng thành công hơn. Hướng tốt trong ngày đó là hướng Tây Nam. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, dù có tài lộc cũng phải có sự tiêu hao hoặc là phải phân chia, nói chung là không được trọn phần. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn cho công việc, tình cảm, có tin tức ở xa hoặc là có khách đến. Về tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, ngày có nhiều sự bận rộn vì nhiều công việc và nhiều người đến, nên tiến hành những công việc đã nằm trong dự tính, không nên dính líu tới chuyện của người khác. Có người đi ra đi, tài lộc trung bình sẽ hao tốn về giao thiệp, tiệc tùng. Về tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có tài lộc nhưng phải có sự chia chác hoặc là giữ số tiền đồ đạc của người khác. Trong công việc hãy nên nhận định nhận kỹ càng, hãy nên nhận định trong công việc hãy nên nhận định kỹ càng rồi mới hành động, vì dễ có sự đảo lộn trong công việc hoặc là phải lo cho người thân bè bạn, nên nhường nhịn, không nên cãi nhau nhưng cũng không nên hứa hẹn hoặc để cho người khác ràng buộc mình với lời nói. Gia đạo có nhiều âu lo, bận rộn, đau ốm, tai nạn hoặc là có tang. Về tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác, dễ có sự mất lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc là đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại, tài lộc trung bình. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng, đề phòng sức khỏe không được tốt. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, ngày có nhiều công việc đến bộn bề, cần phải giải quyết. Tốt cũng có, xấu cũng có, sức khỏe không được tốt. Có đông người đến hoặc là nhận được nhiều tin tức nhưng không nên để họ nhúng tay vào chuyện của mình. Có người dòm ngó, có cuộc đi ngắn hoặc là bắt buộc do tình cảm, nhân nghĩa ở quá khứ, tài lộc trung bình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 33, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có kim sinh cho thủy. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi và gia đình đang rất in ấm. Bạn tuổi Hợi luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhờ vậy mà vợ chồng ít khi mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng nữa. Ngày này, nếu như bạn còn độc thân thì nhân duyên khác giới của bạn khá vượng. Dù vào thời điểm này, bạn ít đi ra ngoài cũng không có cơ hội tụ tập với nhau và bạn có thể nhận được tin nhắn hỏi thăm làm quen từ một người bạn gặp mặt từ trước đó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cho thấy bạn là người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao. Hai ưu điểm ấy sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, biến bạn thành con người thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng, và bạn có được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình nếu như bạn hết mình trong công việc vào ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, nếu có người đến đề nghị công việc hoặc là hợp tác thì nên nhận lời. Có cuộc đi vui chơi ngắn hạn thuận lợi cho việc kết bạn đính ước, nên xem lại tình cảm của người khác đối với mình. Có quý nhân đến giúp đỡ nhưng tài lộc còn chậm chạp dễ hao. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, ngày có nhiều công việc
có tin hoặc là có nhiều người đến, việc mong cầu khó có kết quả hoặc là chưa có thể hoàn tất, có cuộc vui ngắn, có lộc ăn nhưng không vừa ý, cẩn trọng sức khỏe không được tốt, có sự hư hại về đồ đạc, máy móc, có tin buồn, tài lộc rẻ hao. Vài tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, việc đến thì cố gắng làm cho hoàn tất, sức khỏe không được tốt, cẩn trọng khi đi lại, di chuyển, ngày có tiệc, có sự gặp gỡ, ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc, không nên nhúng tay vào chuyện của người hoặc là hấp tấp quyết định, họ đều sai lầm. Có lộc nhỏ, quà tặng hoặc là có người đi xa, có tin xa. Vài tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chỉ nên ngồi yên hoặc là việc như thế nào thì làm như thế ấy. Nếu có cuộc đi ngắn hoặc là dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý, sự hò hẹn còn chậm chạp, trắc trở hoặc là chỉ đem đến điều không vui, tài lộc bình thường. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, dù là chuyện không có lợi hay là không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp, bè bạn, người thân. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao, đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường, có tin xa, tài lộc vào ra thất thường, tranh cãi nhau, bàn chuyện người khác không tốt. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 36, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào.